Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình để tiếp tục. Nam Anh kính mời quý vị theo dõi chương trình thứ bảy của Trung tâm Truyền giáo Việt Nam thực hiện tại vùng Bắc Virginia. Kính thưa quý tôi tớ Chúa, để thi hành đại mệnh lệnh của Chúa Giêsu Christ, Trung tâm Truyền giáo Việt Nam đã tăng số lần phát hình trên đài SBTNDC vào mỗi tối thứ bảy và sáng Chủ nhật để khuyến khích sự hợp tác rộng rãi từ tôi tớ Chúa, mục sư trong nước và hải ngoại, không phân biệt hệ phái. Kể từ tháng Giêng 2019, Trung tâm sẽ trả thù lao cho một bài giảng được phát hình là $50. Bài giảng được thu hình bằng phương tiện riêng như iPhone, camera, laptop, không dài quá 9 phút, không ngắn quá 8 phút, khoảng 1.500 đến 1.600 chữ. Bài giảng được chọn sẽ lần lượt phát hình trên đài SBTNDC và được cho vào website của Trung tâm cũng như YouTube. Kính thưa quý khán thính giả của đài SBTN, cũng như quý vị đang theo dõi chương trình Hạnh Phúc Từ Đâu của Trung tâm Truyền giáo Việt Nam. Đến với chương trình của chúng ta hôm nay là Mục sư Tiến sĩ Phạm Hồng Phú, là quản nhiệm của Hội Thánh Liên Hiệp Fairfax. Chúng tôi xin kính chào Mục sư và xin Mục sư lên tiếng chào quý khán thính giả của chúng ta hôm nay. Kính chào quý khán thính giả và chào cô Minh Trước. Kính thưa Mục sư, người đời có câu đời là bể khổ, ai sinh ra và lớn lên đều phải trải qua những thăng trầm trong cuộc sống. Sông có khúc, người có lúc. Vậy nên, không một ai tránh khỏi những khó khăn trong cuộc đời của mình. Có những khó khăn xảy đến mà nhiều khi mình cảm thấy bất lực và không biết giải quyết bằng cách nào. Thôi đành nhắm mắt xuôi tay, mặc cho con tạo xoay vần đến đâu. Thưa Mục sư, với tư cách là một người lãnh đạo tinh thần và am tường Kinh Thánh, là lời của Đức Chúa Trời, vậy xin hỏi Mục sư, có cách nào để mình giải quyết được những khó khăn hoạn nạn xảy đến trong cuộc sống của mình không, thưa Mục sư? Kính chào quý khán thính giả của đài STBN vùng Hoa Thịnh Đốn. Kính chúc quý vị và quý quý một tuần mới đầy phước hạnh và an lành. Mới đó mà đã qua những ngày Tết Nguyên Đán, cuộc vui nào rồi cũng tàn, niềm vui nào rồi cũng hết. Và mỗi một người lại bị cuốn vào vòng xoáy của thời gian, công ăn việc làm, gia đình và cuộc sống. Đời người không chỉ là những niềm vui và hạnh phúc mà còn những thách thức và khó khăn. Vậy để làm cách nào chúng ta có thể giải quyết những khó khăn trong cuộc đời của mình? Tôi nhớ lại một câu chuyện về một người ăn mày mù ở thành Jericho, miền nam nước Do Thái cách đây gần 2.000 năm. Trong cuộc sống có nhiều thách thức và khó khăn, nhưng vừa nghèo mà lại còn mù nữa thì cuộc sống của người này thật là một thách thức và khó khăn. Để có thể tồn tại, người mù này phải đi ăn mày, nương dựa vào lòng tốt thương người kém may mắn của những người qua lại trên đường. Có hôm được nhưng cũng có hôm không. Người ăn mày mù này tên là Bartime. Nhưng làm sao người mù này có thể vượt qua khó khăn của cuộc đời mình? Thánh Mác đã ký thuật lại câu chuyện kỳ diệu của người ăn mày mù Bartime này trong sách Phúc Âm Mác, đoạn 10 từ câu 46 tới câu 53. Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu xem cách nào mà người mù này giải quyết được khó khăn mù lòa của chính mình. Kế đó, Đức Chúa Giêsu và môn đồ đến thành Jericho. Ngài và môn đồ cùng một đoàn dân đông đang từ đó lại đi, thì có một người ăn mày mù tên là Bartime, con trai của Time, ngồi bên đường. Vì đã nghe nói ấy là Đức Chúa Giêsu, người Nazareth, người vùng la lên mà rằng: "Hỡi Đức Chúa Giêsu, con vua David, xin thương xót tôi cùng." Có nhiều kẻ rầy người biểu nín đi, song người lại kêu lớn hơn nữa rằng: "Hỡi con vua David, xin thương xót tôi cùng." Đức Chúa Giêsu dừng lại phán rằng: "Hãy kêu người đến." Chúng kêu người mù đến và nói rằng: "Hãy vững lòng, đứng dậy, Ngài gọi ngươi." Người mù bỏ áo ngoài, bước tới đến cùng Đức Chúa Giêsu. Đức Chúa Giêsu bèn cất tiếng phán rằng: "Ngươi muốn ta làm chi cho ngươi?" Người mù thưa rằng: "Lạy Thầy, xin cho tôi được sáng mắt." Đức Chúa Giêsu phán: "Đi đi, đức tin ngươi đã chữa lành ngươi rồi." Tức thì người mù được sáng mắt và đi theo Đức Chúa Giêsu trên đường. Có ba bài học mà người ăn mày mù này đã để lại giúp chính mình giải quyết được khó khăn và cuộc đời của mình. Bài học thứ nhất, tận dụng những gì mình có chứ không chăm chú vào những điều mình không có. Người này bị mù nhưng vẫn còn có khả năng nghe, nói, suy nghĩ và nhận thức được. Người ăn mày mù này không chú ý đến điều mình không có và khốn khổ tại đó, nhưng đã tận dụng những gì mình có để thay đổi số phận cuộc đời mình. Anh mù cho nên không thấy, nhưng điều đó không cản trở anh hy vọng vào một tương lai tươi sáng hơn.
Cho nên, vào một ngày nọ, người mù này nghe nói Đức Chúa Giê-xu và môn đồ Ngài đi đến thành Jericho. Ngài và môn đồ Ngài cùng một đoàn dân đông đang từ đó lại đi. Thì người ăn mày mù đã dùng môi miệng mình kêu lớn lên: Hỡi Đức Chúa Giê-xu, con vua David, xin thương xót tôi cùng. Biết cơ hội đã đến với mình và khát khao ước ao bao nhiêu tháng năm nay đã đến. Nên người mù đã kêu lớn tiếng với một mong ước ai đó trong đám đông nghe được sẽ dẫn mình đến gặp Đức Chúa Giê-xu và Ngài sẽ chữa cho mình được lành mắt, khỏi bị mù lòa nữa. Nhưng cuộc sống có dễ dàng như vậy không? Chúng ta hãy qua bài học thứ hai. Vượt qua những lời đồn đại vô bổ của công luận và cứ kiên trì bền chí với khát khao ước ao của chính mình. Người ăn mày mù nghĩ rằng vì mình mù lòa, nghèo khổ đáng thương nên chắc có người khi nghe được tiếng kêu của mình thì sẽ giúp dẫn mình đến với Đức Chúa Giê-xu. Nhưng có nhiều kẻ rầy người biểu nín đi. Điều đó cho chúng ta thấy rằng ngay cả những người trong đám đông theo Đức Chúa Giê-xu và ngay cả các môn đồ trong nhóm môn đồ của Đức Chúa Giê-xu cũng cản trở người ăn mày mù này đến với Đức Chúa Giê-xu. Những người ấy ngoài miệng thì Chúa mà lòng họ không có Chúa. Họ theo Chúa Giê-xu nhưng vẫn để cái tôi, cái tối, cái tội và cái tội cai trị tấm lòng và cuộc đời họ. Họ vẫn chưa cho Chúa Giê-xu có cơ hội sống thay họ để Ngài có thể đụng chạm những cuộc đời khốn khổ chung quanh. Họ vẫn còn xác thịt, ganh tị, đố kỵ, sợ người khác hơn mình. Cho nên họ không từ một thủ đoạn nào, từ nói xấu, bôi nhọ cho đến vu khống chụp mũ. Nhưng chúng ta thấy đó, người mù lại kêu lớn hơn nữa rằng: Hỡi con vua David, xin thương xót tôi cùng. Người mù lại tiếp tục kêu lớn lên vì biết rằng đây là cơ hội của mình. Anh ta quyết không để cho những người khác đánh mất đi cơ hội của mình. Tiếng kêu của người mù như xé con tim và vỡ lồng ngực của chính mình. Tiếng kêu của người mù đã thấu đến tai của Đức Chúa Giê-xu. Ngài dừng lại phán rằng: Hãy kêu người đến. Chúng kêu người mù đến và nói rằng: Hãy vững lòng đứng dậy, Ngài gọi ngươi. Bài học thứ ba: loại bỏ nếp sống cũ, đến cùng Đức Chúa Giê-xu và bày tỏ khát khao, ước ao được giải quyết khó khăn của mình. Nếu chúng ta cứ tiếp tục nếp sống cũ thì tương lai của chúng ta là quá khứ của chúng ta, vì chẳng có gì thay đổi cả. Người mù đã mạnh dạn và dứt khoát qua hành động bỏ áo ngoài, bước tới đến cùng Đức Chúa Giê-xu. Đó là hành động bày tỏ rằng mình sẽ không quay về lối sống cũ nữa và quyết định bước theo Chúa Giê-xu để có một tương lai tươi mới, một lối sống mới. Không những vậy, khi Đức Chúa Giê-xu cất tiếng hỏi: Ngươi muốn ta làm chi cho ngươi? Người mù thưa rằng: Lạy Thầy, xin cho tôi được sáng mắt. Người mù quả thật mù về phương diện cơ thể vật lý, nhưng rất sáng suốt trong tâm linh. Người mù này đã không để cho của cải, tiền bạc, địa vị, danh vọng hay những điều khác làm mù con mắt lòng của mình, nhưng đã nhanh chóng công khai bày tỏ với Đức Chúa Giê-xu về nhu cầu khát khao nóng bỏng của mình, đó là được sáng mắt. Đức Chúa Giê-xu thấy đức tin của người mù và nói với người mù rằng: Đi đi, đức tin ngươi đã chữa lành ngươi rồi. Tức thì người mù được sáng mắt và đi theo Đức Chúa Giê-xu trên đường. Người mù nhưng rất sáng suốt khi bước theo Chúa Giê-xu trong cuộc đời của mình, vì biết rằng để giúp mình duy trì đời sống luôn có cách giải quyết khó khăn, đó là phải bước theo Chúa Giê-xu. Nếu ngay hôm nay quý khán thính giả nào có khó khăn trong đời sống và đang tìm kiếm giải pháp cho cuộc đời của mình, tôi xin mời quý vị hãy thử bước theo Chúa Giê-xu để kinh nghiệm điều mà người ăn mày mù đã nhận được. Nếu quý vị có những thắc mắc gì về Đức Chúa Giê-xu và niềm tin nơi Ngài, xin liên lạc với Hội Thánh Liên Hiệp Fairfax, 8922 Little River Turnpike, Fairfax, Virginia, 22031 để được giải đáp tận tình. Chúng tôi mong ước được đón tiếp quý vị trong ngày gần đây. Nguyện Đức Chúa Trời ban ơn phước tràn đầy trên quý vị và quý quyến muốn thật hết lòng. Kính thưa quý khán thính giả, vì chương trình phát hình của chúng tôi có giới hạn, vì vậy chúng tôi xin phép được tạm chấm dứt ở đây. Chúng tôi xin được kính chúc quý khán thính giả một tuần mới được bình an và đầy phước hạnh. Xin kính chào. Lạy Chúa, thân con mong tìm thánh nhân, tháng ngày an bình, xin Ngài khấn ban. Kính thưa quý vị, VATV sáng nay đến đây là chấm dứt. Nam Anh kính mời quý vị đón xem VATV Chủ nhật 17 tháng 3 2019 vào lúc 11 giờ giờ Hoa Thịnh Đốn. Mọi liên lạc hay đóng góp ý kiến cho VATV xin email về vatvnews@gmail.com. Nam Anh kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới. Kính chúc quý vị có một cuối tuần an vui và hạnh phúc bên người thân và gia đình.
Trân trọng kính mời quý đồng hương tham dự buổi dạ tiệc dạ vũ gây quỹ truyền thông Xuân quê hương do VATV và SBTNDC thực hiện vào lúc 6 giờ chiều ngày Chủ nhật 14 tháng 4 năm 2019 tại nhà hàng Harvest Moon, 7260 Arlington Boulevard, Fortress, Virginia 22042. Với sự góp mặt của danh ca Y Phương cùng ca sĩ Ngọc Thúy, Như Hương, Vân Anh, Bạch Cúc và Thanh Trang. Với sự bảo trợ của nhà hàng Present, điện thoại số 703-531-1881, nhà hàng Sài Gòn 1975, điện thoại số 703-992-8128, nhà hàng Nha Trang, điện thoại số 703-534-1657, Nova Pharmacy, điện thoại số 703-538-5555, Kim Phụng Bakery, điện thoại số 703-534-4525, Brother Auto Services, điện thoại số 703-204-1233, Thanh Sơn Thôn Phu, điện thoại số 703-534-1202, Hoa Thịnh Đốn Việt Báo, điện thoại số 703-339-9852, Bánh Mì Ba Lẹ, điện thoại số 703-876-9062, Emerson Exley Accounting Tax and Payroll Services Incorporation, điện thoại số 703-237-5404. Mọi chi tiết xin liên lạc Ung Kim Lâm 703-307-5001, Nam Anh 202-999-6075, Minh Thúy 703-485-6392.